Các em thiếu nhi thân mến, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Sinh thời, Bác Hồ là người hết lòng thương yêu con trẻ. Tình cảm của Bác là tình cảm cách mạng, tình cảm của thế hệ đi trước, dìu dắt thế hệ đi sau để họ kế tục sự nghiệp cha anh xây dựng Tổ quốc sau này. Trong cuộc đời làm cách mạng, Bác Hồ kính yêu đã hết lòng chăm sóc và dạy dỗ lớp các cháu thiếu niên nhi đồng cho Tổ quốc. Với việc đổi mới phương pháp trong giáo dục hiện nay, trình độ nhận thức của học sinh khá cao và những câu chuyện về Bác khi được nghe, được kể lại, các em sẽ thu thập được nhiều kỹ năng sống ý nghĩa. Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đội trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng, kỹ năng tốt, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường giải pháp giáo dục kỹ năng sống và nâng cao nhận thức cho thiếu nhi về ý nghĩa nội hàm của việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên. Thực hiện chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và quyết định số 1501 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 trong Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội đồng đội tỉnh Bắc Giang triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi, thiết kế tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ, tỉnh Bắc Giang năm 2019. Cuộc thi được triển khai tới tất cả các liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Cuộc thi được triển khai từ tháng 3 năm 2019 đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia từ các liên đội. Hơn 200 bài viết đã được gửi tới ban tổ chức cuộc thi. Sau gần 3 tháng triển khai, đến nay đã chọn ra 10 bài xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết, triển khai, thực hành giáo án vào giờ học kỹ năng sống thực tế tại các trường. Thông qua cái hội thi này, chúng tôi rất là mong muốn sẽ trước hết là sẽ góp phần giải pháp hiệu quả trong cái việc đa dạng hóa các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho đội viên thiếu niên nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh, sẽ giúp cho các em sẽ hoàn thiện hơn về kỹ năng sống, những cái sự hiểu biết, đặc biệt là cái sự hiểu biết về Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Thế và đồng thời cũng là cái cơ hội để cho giáo viên tổng phụ trách có cái cơ hội để rèn luyện kỹ năng của mình cũng như là những cái chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt hơn cái công tác giáo viên tổng phụ trách đội trên địa bàn toàn tỉnh. Có mặt tại giờ học giáo dục kỹ năng sống của thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Bắc Giang, một không khí trang nghiêm, thành kính, đồng thời cũng vô cùng hào hứng, sôi nổi được cô và trò nhà trường thể hiện qua những phần nội dung của giờ học này. Mở đầu, các bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn thể hiện phần hát múa ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Đây là phần nội dung hướng các em học sinh về chủ đề một cách thoải mái và nhẹ nhàng. Tiếp đó, các bạn học sinh được xem những thước phim về Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ. Qua những thước phim tư liệu như thế này sẽ giúp cho các bạn học sinh có những cảm nhận thân thiết, gần gũi và cảm nhận tình cảm sâu sắc của Bác Hồ dành cho thiếu nhi. Với câu chuyện kể, Bác Hồ đến thăm trại trẻ mồ côi ở Kim Đồng qua giọng kể trầm ấm của cô giáo tổng phụ trách đội. Các bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn như nuốt từng lời câu chuyện, cảm nhận từng chi tiết, hình ảnh và tình cảm của Bác dành cho các bạn nhỏ ở trại trẻ mồ côi Kim Đồng, gây nhiều xúc động, mang đến nhiều ý nghĩa với các bạn học sinh. Qua tiết học kỹ năng sống này thì em thấy em đã học được rất là nhiều điều. Em cảm thấy rằng em cần phải ra sức học hành, cố gắng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để có thể xây dựng được một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ạ. Em thấy đây là một tiết học vô cùng bổ ích ạ. Tiết học này thì chúng em được trả lời những câu hỏi rất là hay, thú vị và chúng em còn có được những cái kiến thức mà ở trên lớp mà chúng em không được học ạ.
Để các em học sinh ghi nhớ lâu và hiểu rõ hơn về những tư tưởng, tình cảm của Bác qua câu chuyện này, cô giáo tổng phụ trách đã tổ chức phần trò chơi Ai nhanh, ai đúng. Với nội dung các câu hỏi về những chi tiết của câu chuyện như những trăn trở của Bác khi nhìn thấy hàng dây thép gai bao quanh trại trẻ, những điều Bác căn dặn cán bộ chăm sóc, nuôi dưỡng các bé ở trại mồ côi Kim Đồng, cuộc trò chuyện của Bác với cậu bé tên Quốc và có biệt danh là Lủi. Rất nhiều những chi tiết nêu nổi bật tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi một lần nữa được các bạn học sinh của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tìm hiểu và cảm nhận bằng hình thức trò chơi này. Sau khi mình nhận được công văn triển khai về có cái chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua các câu chuyện về Bác này thì mình đã triển khai tới toàn thể các em học sinh trong liên đội. Thế và cũng rất là vui đó là khi chúng ta cùng hướng tới 50 năm thực hiện di chúc của Bác và kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác thì liên đội có lồng ghép các chương trình, các hoạt động để kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, và trong đó là có cái hoạt động đó là thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các câu chuyện về Bác. Cái mục đích của cái chương trình giáo dục kỹ năng sống của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đó là giáo dục các em tình thương, tấm lòng nhân đạo, tình thương bao la đối với tất cả các bạn bè, đặc biệt là đối với những mảnh đời kém may mắn. Trong cuộc thi lần này có nhiều bài viết của các liên đội các trường ở những huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh như Sơn Động, Lục Ngạn đã nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo và xuất sắc có mặt trong vòng chung kết cuộc thi. Đoàn giám khảo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng đội tỉnh đã đến với xã Sa Lý, một xã xa nhất của tỉnh, để được chứng kiến những phần nội dung vô cùng ý nghĩa của thầy và trò trường tiểu học Sa Lý. Với điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng dường như đây không phải là rào cản để thầy và trò trường tiểu học Sa Lý thiết kế và giàn dựng thành công một tiết học kỹ năng sống qua những câu chuyện hay về Bác Hồ với nội dung và hình thức vô cùng thu hút. Mở đầu, các em học sinh trường tiểu học Sa Lý mang đến những tiết mục hát múa, ca ngợi Bác mang đậm đà bản sắc của thiếu nhi dân tộc vùng cao, qua đó thể hiện tình cảm của thiếu nhi dân tộc với Bác Hồ kính yêu. Trong phần nội dung chính kể câu chuyện về Bác, các bạn học sinh được trực tiếp thể hiện. Câu chuyện mà các bạn chọn kể trong giờ học giáo dục kỹ năng sống này là câu chuyện Thời gian quý báu lắm. Điều đặc biệt ở đây là các bạn đã kể câu chuyện này bằng hình thức sân khấu hóa, mang đến hoạt cảnh vô cùng sinh động. Với hoạt cảnh này, các bạn nhỏ của trường tiểu học Sa Lý đã tái hiện hình ảnh Bác Hồ luôn quý trọng thời gian và Bác sắp xếp công việc một cách khoa học và thực hiện đúng giờ, không để ai phải chờ đợi mình. Với câu chuyện này giúp cho các em học sinh trường tiểu học Sa Lý biết ý nghĩa của thời gian, học tập cách sắp xếp công việc hợp lý khoa học theo gương Bác, biết cách tiết kiệm sử dụng thời gian vào những việc cụ thể một cách phù hợp. Thời gian rất là quý báu, phải lập cho mình một thời gian biểu thật là phù hợp. Trong buổi học nhiều kỹ năng sống về Bác, em đã hiểu được thời gian rất là quý báu, vì một khi nó đã đi thì nó không bao giờ trở lại được. Em thấy Bác Hồ sử dụng thời gian rất là hợp lý và hiệu quả. Qua giáo án cũng như thực tiễn hóa thành giờ học giáo dục kỹ năng sống qua những câu chuyện hay về Bác Hồ, giáo viên tổng phụ trách là người giữ vai trò cầu nối và hướng dẫn các em học sinh cùng tham gia, sao cho giờ học đạt hiệu quả thiết thực và khắc sâu ý nghĩa với các em học sinh. Tôi cũng đã nghiên cứu về những câu chuyện hay của Bác Hồ để làm sao lồng ghép vào giáo dục cho các em nhiều kỹ năng sống. Điển hình như qua cái hoạt động tổ chức của trường tôi, đó là giáo dục cho các em về kỹ năng quản lý thời gian, thì tôi đã nghiên cứu và thấy rằng đây là một câu chuyện rất hay, bởi vì trong một ngày thì chỉ có 24 giờ, nhưng chúng ta làm thế nào để sắp xếp công việc, thời gian hiệu quả để có thể làm được nhiều việc hơn trong một ngày. Thế và không ở đâu học hỏi tốt bằng, đó chính là qua những cái tấm gương đạo đức, qua những bài học của Bác. Trong những năm gần đây, cuộc vận động thiếu nhi Bắc Giang thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy đã phát huy hiệu quả, đem lại những lợi ích thiết thực, góp phần đáng kể trong việc học tập, rèn luyện đạo đức học sinh. Tân Yên là một trong những địa phương đứng đầu trong thực hiện tốt phong trào này. Từ ý nghĩa đó mà thầy giáo Nguyễn Đức Chiến,
tổng phụ trách đội trường tiểu học thị trấn Cao Thượng đã có ý tưởng và thiết kế một giáo án rất ý nghĩa. Về nội dung, thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và với giáo án này đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết của cuộc thi thiết kế tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ. Khi mà cuộc thi được diễn ra thì tôi đã nghĩ ngay đến cái ý tưởng là thực hiện là đó là sẽ tạo ra một vườn hoa nghìn việc tốt như những vườn hoa mà từ trước đến nay là các em học sinh trường tiểu học vẫn diễn ra, một cái phong trào rất là lâu rồi. Và khi mà triển khai cái câu chuyện này ấy, thì tôi rất muốn là các em sẽ qua cái dịp này sẽ dành những cái tình cảm của mình, ví dụ như là nói lên những cái tâm tư tình cảm của mình hoặc là những cái việc làm tốt của mình như thế nào, kể cho bác nghe xem là tuổi trẻ thiếu nhi của trường tiểu học thị trấn bây giờ như thế nào, sau bao nhiêu năm thì các em đã phấn đấu ra làm sao và nghe theo lời bác dạy như thế nào. Và sau cái buổi rèn kỹ năng sống thì tôi thấy rằng là các em cũng rất là vui và đón nhận những ý tưởng đấy. Từ lúc mà triển khai cho đến là lúc diễn ra thì các em đều rất là vui và hôm nay các em đã thực sự là những bông hoa trong vườn hoa nghìn việc tốt để kính dâng lên Bác Hồ kính yêu. Trong giờ học giáo dục kỹ năng sống của trường tiểu học thị trấn Cao Thượng, bạn Lại Quốc Huy, học sinh lớp 4B đã kể câu chuyện Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt. Với giọng kể truyền cảm cùng những tình cảm tha thiết của mình dành cho Bác Hồ kính yêu, bạn Lại Quốc Huy đã mang đến những cảm nhận vô cùng xúc động cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo của trường mình. Thi đua làm việc tốt, thi đua học hành chăm, thi đua xây dựng đội để xứng đáng mang tên cháu ngoan Bác Hồ. Đó là những câu hát, cũng là những lời hứa thi đua mà các bạn học sinh của trường tiểu học thị trấn Cao Thượng tự hứa và quyết tâm thực hiện. Năm điều Bác Hồ dạy sẽ luôn đồng hành cùng tuổi thơ Tân Yên trên con đường học tập, rèn luyện, thi đua để mai sau góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Con đã kể là câu chuyện Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt ạ. Con và các bạn sẽ cùng nhau học tập tốt, lao động tốt và đoàn kết tốt để cùng nhau trở thành những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nghìn việc tốt của huyện Tân Yên ạ. Em cảm thấy rất vui khi đã học được nhiều bài học qua buổi rèn kỹ năng sống này. Thì sau buổi rèn kỹ năng sống này, em học được là chúng ta phải biết luôn yêu thương, đoàn kết bạn bè và giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia những hoạt động mà nhà trường tổ chức ạ. Có thể nói, cuộc thi thiết kế tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ đã mang đến những hiệu quả vô cùng thiết thực trong việc đổi mới, đa dạng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh. Cuộc thi đã nhận được những đánh giá cao từ phía ban giám khảo cùng ngành giáo dục của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Về kịch bản rất là tốt, kịch bản của các tổng phụ trách ở các trường là rất là hay và rất là thiết thực. Và trong mấy ngày nay thì ban giám khảo được thực tiễn đến cơ sở, đến trường để được tham dự cái mô hình được thể hiện trên liên đội của nhà trường, thì thấy rằng là cái sự lan tỏa của cái mô hình này đến với các em để mà giáo dục kỹ năng sống cho các em thông qua những cái câu chuyện hay về Bác Hồ thì mình thấy rằng là hết sức là ý nghĩa. Thông qua cái chương trình giáo dục kỹ năng sống về những câu qua câu chuyện về Bác Hồ thì đã giúp cho các em học sinh là có được những cái bài học cụ thể thực tế nhất để giúp các em có những cái kỹ năng sống và giúp cho các em tăng thêm cái phẩm chất năng lực đối với học sinh, nâng cao phẩm chất năng lực đối với học sinh, đáp ứng được cái mục tiêu giáo dục hiện nay. Với những gì đã và đang làm được, tin tưởng rằng từ cuộc thi thiết kế tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua những câu chuyện hay về Bác Hồ, các em học sinh sẽ luôn được rèn luyện theo gương Bác Hồ, giáo dục cho thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,